Good morning. Coi này nè, sáng sớm ngủ dậy mà chưa có tỉnh, cái vô đây điện nó nắng chiếu quá trời luôn á, tao sao mà đứng ngay đây nè, trời đúng bực luôn á, nắng mà kiểu mặt mở mắt không lên luôn á. Mà thử nghĩ mới ngủ dậy mà nắng như vậy sao, nhưng mà trời đẹp, Bali được công nhận cái trời đẹp thiệt. Bây giờ là tụi mình đã make up xong xuôi, bây giờ là định đi bơi, vì thay vô một cái bộ đồ của DNS Swimwear, bộ này dễ thương nha. Xong rồi bây giờ là chuẩn bị chắc đi ra biển bơi, đi ra biển chơi, make up hết trơn rồi. Nhưng mà chắc là chiều sẽ đi một cái hồ bơi khác. Sau một vòng đi thì đã tới một cái biển mà giống như là gọi là Turtle Beach. Thì hiện tại là đây vì thấy kiểu đường đi người ta đi vòng vòng vui lắm. Ở đây vừa nắng vừa đẹp, xong rồi xung quanh kiểu mọi người cứ đi xe đạp và đi bộ thôi. Để từ từ để mình focus vô cái biển nha cho mọi người thấy. Đó. Đó đi, cái đường phố nó giống vậy nè, ai cũng đi xe đạp giống vậy nè, đó. Cho nên là rất là cozy, rất là vui. Đó, vì rất là recommend mọi người đi cái đảo này để nó sẽ khác cái vibe với lại những cái đảo khác ở Bali. Mọi người thấy cái biển ở đây rất là đẹp nè. The best, probably the best pizza on the island. Wow. Thì mọi người sẽ đi bộ là chủ yếu với lại đi xe đạp nè. Xong rồi ở ngoài đây là biển, biển rất là xanh, rất là đã luôn á. Tuốt ngoài kia luôn kìa. Mà ừ, nước nó không có sâu á. Ê, vậy đi không? Ê, cái tàu mà mình đi hình như là cái màu xanh xanh giống vậy á. Ý là cái tàu kiểu giống vậy đó. Biển xanh nè. Giờ làm cái gì? Bơi hả? Mình ra mình tự bơi, tự coi không? Mà bây giờ đồ sao ta? Đồ thì chắc mình để ngay cái ghế dưới đây để mình canh thôi chứ sao. Cũng hơi căng á. Đây chắc phải thuê khăn luôn ha. Ở đây mọi người có thể thấy là ai cũng đang phơi nắng và ế đây hình như có nước uống, đồ ăn luôn á. Đang tìm cái chỗ ngồi để tìm. Bây giờ thì mọi người sẽ đi lặn xuống biển. Đây là biển siêu đẹp luôn. Ai Vi không có đem cái ống thở. Không, em cũng không có định thở, em xuống nước luôn. No baby, cái này không có được, thì không có được đâu. Cái gì vậy? Em phải có cái phương dài kia chứ. Dài sao vô thở? Đấy đâu. Cái này hơi xa đấy. Hỏi ai đâu nè. Thì bây giờ là mọi người đang ăn trưa. Bây giờ tính là đủ 2 giờ mấy rồi á, giờ mấy ăn? How many chicken burger? 3? No. 2? One beef. You want beef? 2 chicken burger? You want chicken burger, right? No. Just one. One chicken burger? One beef cheeseburger? What are you getting? I'm not getting it. Thank you, ma. You like a chorizo pizza. What is it? Chorizo calamari. Pizza. Salt and pepper. Calamari. Yeah. Get pizza, no? Rồi, chorizo pizza, yeah. 2 kiểu mà. Drinks. Kêu. Anybody drinks? Nhưng mà chưa kêu. Oh my god. Chicken burger? Chicken burger nhìn hấp dẫn. Chicken burger? Yep, thank you. Just waiting for our pizza. Okay. Thay đồ rồi nè, cái bộ đồ hôm nay có vị siêu dễ thương luôn. Nhưng mà bây giờ là mọi người đã thay đồ và bây giờ là mình sẽ đi chắc cưỡi ngựa, nhưng mà sợ là sẽ không có đủ nắng, tại bây giờ nắng đang tắt dần dần á. Bây giờ là chụp hình, nhưng mà giờ đi ra cưỡi ngựa. Okay, I'm gonna explain you all like this. If you wanna stop, just pull back. If you want to turn around, just pull right one or left one. So. Okay. Ê, quay ra nè, quay hướng nè, thấy đó. Cái dép không có được đâu, cái dép nó chật á. Kind of scary though. Just release. Cái
guys. Ê, bắt đầu tắt đèn rồi, trời ơi, vừa đúng lúc luôn. Bây giờ là đã 7:30 và mọi người sẽ đi coi phim Barbie. Nhà đó, phim đang chuẩn bị chiếu rồi. Mọi người đang ngồi bên đó đông quá cho nên là không có chỗ nên là phải ra cái bàn này mình ngồi nè. Popcorn. Còn đây là đồ ăn nachos, xong rồi có fish and chips, yummy. Yo yo yo. Có phim nữa nè, đã chưa? Chơi bài uống rượu giết thời gian. Sau một đêm thì bây giờ là tụi mình ở cái quán hôm qua lại và đi ăn lại cái dessert French toast. Thank you. Cream brulee? Yes, right here. Thank you. Yes, cream. Okay, bây giờ là tới giờ ăn. Ủa, có muỗng không? Thử lúc nào. Should do the crack. Mỗi lần mà ăn creme brulee lúc nào cũng phải crack crack crack, that's the tradition. Đó, phải có cái nghe cái tiếng đó đó, nghe không? Đây. Wow. Nghe không? Reality is a simulation. I'm living for this French home. Nghe nó mùi nó không giống creme brulee lắm, but it's bomb. Thử đi. Try the creme brulee. Thử đi. Thấy cái muỗng đó luôn á. I didn't know the way. Có hàng chứ. Mà nó có mùi cheese á. Nhưng mà nó không có giống creme brulee bình thường ha. Phải có cheese. Ngon. Okay, thì bây giờ Vi đã về tới nhà. Bây giờ mình sẽ đi ngủ, rất là mệt luôn. Hôm nay làm được rất là nhiều hoạt động. Và ngày mai Vi sẽ mang mấy bạn theo để mà mình đi lặn. Yeah. Okay, good night. Morning. Thì bây giờ là sáng hôm sau và bây giờ là mình sẽ chuẩn bị thay đồ. Hôm nay Vi mặc một cái đồ giống như là đồ lặn gì đó, nhưng biết sao không? Tại vì không có muốn đen nữa, tại cái tay Vi, cái tay của Vi hôm qua là đi xe đạp là nó đen từ lùi luôn, cho nên là yeah, cái này cũng dễ thương, sexy. Bây giờ thì tụi mình đang ở gần bến tàu. Đây nè, bến tàu ở đây nè. Và mình sẽ mua đồ ăn. Rồi định vô cái quán này mua đồ ăn để mà đem đồ ăn lên bến tàu. Lên tàu chứ lộn. Sáng sớm là đường phố như thế này nè, hôm nay trời siêu đẹp như mọi ngày. Đây, ở đây có wrap, upstairs, coffee, smoothie, cho nên là yeah, cho ăn ở đây luôn. Cái tàu của tụi mình nè, vlog in a vlog. Đây nè, nè có cái dưới nước nè, ghê chưa? Lát nhìn thấy dưới luôn. Cái này là mình thuê một cái riêng để đi lặn. Trong này mọi người, nước siêu trong luôn. Wow, bây giờ là chuẩn bị đi lặn nè. Ok, bây giờ là đã tới Gili Air. Gili Air là một cái đảo mà như là một trong những ba cái đảo Gili mà tụi mình đi. Thì tụi mình đang ở trên Gili T đúng không? Thì bây giờ là đang ở Gili Air. Và cái bãi ở đây nó cũng không có cái gì nhiều, cũng hơi nhỏ. Good morning. Bây giờ là ngày cuối cùng mà tụi mình ở Gili. Thì hôm nay là tụi mình sẽ đi về lát trả khách sạn. Và cái khách sạn này thật ra là Vi rất là bực luôn á, tại vì nó cứ cúp điện hoài luôn trong nguyên một đêm và rất là nóng, cho nên là nhưng mà trả tiền thì trả tiền hết trơn rồi. Nhưng mà không biết là mình có muốn đồ refund hoặc là một cái gì đó được không, tại vì nó cúp điện hầu như là suốt thời gian luôn á, cho nên là Vi rất là bực với cái chuyện đó. Và bây giờ thì Vi đã thay đồ để chuẩn bị đi chụp hình với Huyền, và tại vì mình tranh thủ sáng sớm còn ánh sáng đẹp á, cho nên là mình sẽ đi chụp.
It was something in the air. Chuyện là hồi nãy khóa cái xích này vô cái không, rốt cuộc là không mở ra được, tại vì nó đang bị kẹt. Thì là xui, ví vậy khỏi khóa luôn cho rồi. Yeah. Bây giờ thì tụi mình sẽ check out khách sạn. Và thật ra là tụi mình sợ tụi mình trễ luôn á, tại vì 9:55 là chạy, nhưng mà bây giờ đã là 9 giờ, gần 9:30 rồi, và tụi mình còn ở khách sạn luôn và chưa có làm thủ tục check out và cũng chưa có xe ngựa, và mọi người đang đợi ở ngoài với vali đầy đủ rồi, mà cũng không có thời gian chửi cái khách sạn này luôn á, tại vì hôm qua chỉ có cúp điện hoài luôn, mệt ghê luôn á. Thì may một cái là tụi mình đã tới kịp, và một cái nữa là tàu á tới trễ, cho nên là ban đầu là 9:55 chạy nhưng mà bây giờ tới 10:30 mới chạy, nên là bây giờ mọi người đang vô một cái nhà hàng để ăn sáng trước khi lên tàu. Huyền sợ Huyền ăn xong rồi bị say sóng á. Như thật ra là hôm qua rồi Huyền cũng say sóng á, nhưng mà cũng cố gắng ăn nè để xem sao. Lên nó chắc cũng dễ ngủ mà không sao đâu. Let's hope so. Ê, bây giờ tới lúc mà đồ ăn nó lâu, bây giờ sợ trễ tiếp. Này hồi nãy cũng tới sau vi xíu nè, cũng đang đợi tàu. Ừ. Thiệt luôn á, không hình như nó cũng đang làm. Sorry. Thank you. Giờ thì đang đi bộ về cái bến hồi nãy, không phải là cái bến mà là cái quán office mà lấy vé hồi nãy để đi lấy vali và chuẩn bị ra tàu. Cũng nhanh đấy chứ, tính ra đây vì thấy chỗ nào làm đồ ăn cũng lâu nha, bị cái vấn đề đó rất là nhiều luôn. Thật ra là cũng chưa có tới nên là bây giờ mọi người sẽ ăn. Và đây là cái đồ ăn của tụi mình nè. Ăn chicken kebab với mozzarella stick. Cái này là phô mai và bên trong là ham. Pate chiên, pate chiên thì ngon nha. Ngon. Hãy cho miếng mozzarella. Cái này biết cái này. Đúng rồi. Not bad. Not bad at all. Ketchup. Nhưng mà overall thì Vi cảm thấy là cái đảo này là một cái đảo mà Vi khá là thích và cũng có thể quay lại trong thời gian lâu, không có quay lại liền nhưng mà chắc là cũng sẽ quay lại sớm thôi chứ không có lâu.